Tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 7 âm lịch. Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy lộc tài cải vận. Quý vị thân mến, nhiều chuyên gia phong thủy nhận định rằng tuổi Hợi là một trong những tuổi có trí thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Hợi không những tài giỏi nhanh lẹ mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Đặc biệt, những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, họ rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà họ có kiến thức rộng, hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Không chỉ vậy, họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh. Trong tháng 7 âm lịch này, tháng mà được dân gian ta gọi là tháng cô hồn, tháng này Diêm Vương khai mở quỷ môn quan, cho âm hồn dã quỷ quay trở lại dương gian thăm lại cố hương và người thân. Vậy nên trong tháng này, âm khí bao trùm, quỷ ma lởn vởn khắp nơi. Trong thời gian này, người ta đặc biệt kiêng kỵ không làm những việc lớn. Ấy vậy mà những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 lại là một trong những con giáp may mắn và thành công trong tháng cô hồn này. Tuổi Tân Hợi trong tháng này được thần tài chiếu cố, ban lộc trời cho, hơn nữa lại được sự tương trợ của quý thần, nên tháng cô hồn này, tuổi Tân Hợi phất lên như diều gặp gió, khiến cho biết bao người nể phục và ngưỡng mộ. Trong bài chia sẻ ngày hôm nay, kênh Phong thủy lộc tài cải vận sẽ cùng quý vị phân tích về vận trình của người tuổi Tân Hợi trong tháng 7 âm lịch này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ tuổi Tân Hợi trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, có mệnh thoa xuyến kim, là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của mệnh chủ khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Là mẫu người ngay thẳng, chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Vào tháng 7 âm lịch, gia chủ tuổi Tân Hợi sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của gia chủ tuổi Tân Hợi sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của mệnh chủ. Vì vậy, tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Người tuổi Tân Hợi khá chủ động trong chuyện tình cảm. Mệnh chủ sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người mình yêu, không ngần ngại e dè. Thời điểm này đào hoa khá tốt, sẽ giúp mệnh chủ tìm được tình yêu mình mong muốn. Xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Tân âm kim gặp bính dương hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Hợi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Bên cạnh đó, năm 2021 thái tuế là Sửu, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên mệnh chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, Bảo Hân xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Tân Hợi trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp, quan vận. Trong tháng này, với vận may khá tốt cho sự nghiệp, những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tất cả các vấn đề vướng mắc, sự cống hiến của mệnh chủ sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu mệnh chủ là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là mệnh chủ đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng rất vất vả. Mệnh chủ sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra.
Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho mệnh chủ, giúp mệnh chủ nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân. Song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý của mệnh chủ. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn của mệnh chủ rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, mệnh chủ nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp bạn lấy lại tinh thần. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là về mặt tài lộc, tiền bạc. Tháng này mệnh chủ có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết mệnh chủ sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà mệnh chủ chưa bao giờ đạt được trước đây. Tuy nhiên mệnh chủ cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu mệnh chủ không biết cân đối tài chính thì tiền của mệnh chủ sẽ không cánh mà bay. Mệnh chủ cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc mệnh chủ cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Những người làm công ăn lương, tháng này thu nhập khá ổn định, tuy nhiên chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính. Mệnh chủ cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà, dẫn đến túng thiếu. Đặc biệt, để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Tân Hợi hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ mệnh chủ trong công việc, làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba là về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho mệnh chủ tuổi Tân Hợi. Trong tháng 7 âm lịch này, gia đình mệnh chủ sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Những người tuổi Tân Hợi cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Tử vi tuổi Tân Hợi tháng 7 âm lịch năm 2021 cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ gia đình mệnh chủ. Mệnh chủ thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên trong tình huống này, bản mệnh trở nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời mệnh chủ nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ chồng mình để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Cho nên để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Tân Hợi hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những gia chủ tuổi Tân Hợi còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư là về mặt sức khỏe. Sức khỏe người tuổi Tân Hợi trong tháng 7 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Tân Hợi có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc của mệnh chủ có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng của mệnh chủ. Mệnh chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của mệnh chủ trong thời gian sau. Các gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi các gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971.
Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, Bảo Hân sẽ tiếp tục chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Tân Hợi có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 7 năm 2021, tức ngày mùng 8 tháng 8 năm 2021 đến ngày mùng 6 tháng 9 năm 2021 dương lịch. Tháng Bình Thân có nạp âm là Sơn, Hạ, Hỏa. Tháng Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, Hình Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tỵ, Tuyệt Mão. Đối với người tuổi Tân Hợi trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 7 năm 2021, tức ngày 13 tháng 8 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 7 năm 2021, tức ngày 25 tháng 8 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 7 năm 2021, tức ngày 6 tháng 9 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Tân Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Tân Hợi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình mệnh chủ đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 7 năm 2021, tức ngày mùng 10 tháng 8 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 7 năm 2021, tức ngày 22 tháng 8 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 7 năm 2021, tức ngày mùng 3 tháng 9 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Quý vị thân mến, trên đây Bảo Hân đã chia sẻ vận trình tử vi gia chủ tuổi Tân Hợi trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng quý vị sẽ gặp được những thuận lợi và suôn sẻ trong tháng này. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.